Anh có tên Việt Nam không? Có, kêu anh là anh Vương đi. Tại Dạ vì Vương. anh du quốc tịch Mỹ lâu lắm rồi đó, cho nên Dạ. cái tên tên Danny Nguyễn là tên của người bạn của anh Dạ. đó, mà hồi xưa đó người đó có ơn với anh, em biết không? Dạ. Đó rồi cho nên thì khi mà người đó mất á, anh mới lúc mạnh thi du quốc tịch á, Dạ. thì mới đổi Lấy tên, tên luôn, lấy lấy tên tên. người đó để anh kỷ niệm, coi như là người bạn, tên của người bạn đó em. Dạ. Ừ. Ủa vậy anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em đoán thứ con năm nay nhiều, Anh chắc cũng phải nói là 10 á, 40 năm 10 á, mất rồi. năm bốn. Năm một. Vậy là em đoán trẻ cho anh rồi đó. Anh Cảm đang ơn có bang em. nào á? Anh đang có Anh bang ở nào? Florida em. À Florida hả? Anh có Florida nhắn nghe nó tin quen. rủ em đánh bi-a lỗ đó, nhớ anh thấy Dạ không? nhớ, em nhớ. Là, Anh chơi ghê lắm hả? không, anh Ủa mới chơi tập chập chững thôi. Florida hình như là năm nay có bão, anh có bị trúng không anh? Năm ngoái chứ? Năm rồi em, năm Dạ. rồi, tháng 9 năm rồi, bão lớn lắm. Bay nút nhà luôn. Bay nước nhà luôn Ừ. à. Em thấy bên Florida người ta làm nông cũng nhiều không anh? Anh có làm không? Nông trại á. Không, ở bên đây thì cái xứ này nếu mà nói về nông trại á, thì nó nằm ở đâu á anh không biết. Dạ. Còn Nghe anh nói là đúng Miami gì đó. ở Miami hay là ở những cái vùng xa xa đó em. Dạ. Còn anh ở Orlando, ở ngay cái Dạ. gần trung tâm Disney World á, Dạ. chỗ mà chơi nổi tiếng trên thế giới đó em, Dạ mới. mấy trò Cái chơi. Florida thì em nhìn trên bản đồ á, em thấy nó là giống như cái bán đảo gì đó, nó Đúng nhỏ nhỏ rồi, đâu ngoài biển á. đúng Thì anh rồi. chỗ anh ở có gần biển không? Không, anh ở trung tâm em, anh ở Ở trung giữa tâm hả? Florida. Dạ. Rồi vậy hôm nay anh lên đây là chắc anh cũng phải anh cũng phản biện lại vấn đề gì vậy đúng không? Phản biện thì không phải là phản biện, nhưng mà ví dụ có những cái gì mà thấy mà người ta nói không đúng á, không Dạ. thì anh góp ý lại thôi Thì đó là phản biện chứ là gì? phản biện nghe nặng quá, phản biện người ta nghe mất lòng em đó. Thì có những cái mà anh nói xin lỗi nha, hầu như Dạ. đa số người Việt mình á, không ở nước Dạ. ngoài á, Dạ. nói không có đúng sự thật. Dạ. Những gì anh Lợi Minh nói là đúng á em, nói Dạ. những gì anh Lợi Minh nói coi như là chính xác tới 95%. Dạ. Còn những người khác nói thì anh thấy sao nó có vẻ không trung thực, em biết không? Không được thật tức là nói thêm hay là nói bớt anh? Nói thêm, tất nhiên là cái gì cũng ca ngợi Mỹ đó. Dạ. Nhưng mà khi mà mình nói sự thật á, thì họ cho là chống chống đối là họ, hay Dạ. là bẻ mặt họ, em biết không? Dạ. Đó, rồi họ dùng những cái từ ngữ khó nghe lắm. Nói ủa sao nếu mà chê Mỹ ta sao không về Việt Nam ở mà ở đây? Thôi câu này cũng nghe hoài Thì nè. đó, thấy không? Bởi cho nên á, nếu mà mình nói gì mà nói lên sự thật á, không thì ở nhiều người cũng chấp nhận đó. Thì đó, như anh có là gửi cái clip mà ở dưới Los Angeles em cho em coi đó, em thấy homeless ở dưới không, những người mà vô gia cư đó Nhiều. quá nhiều luôn. Chính anh về dưới nè, bên gia đình vợ anh đó ở ngay ở San Jose em, anh không thể tưởng tượng homeless đầy đường, nguyên cả một cái con đường luôn, Nhưng phân mà liều có vấn đề này em thắc mắc này anh. luôn. Thí dụ như vậy thì những người homeless đó họ sống khổ quá, tại sao họ không đi làm? Đi họ kiếm tiền. Thế bây giờ cái theo cái sự hiểu biết của anh nha, nếu mà Dạ. anh nói á, có những cái gì mà sai á, thì những anh em ở bên Thì thôi Mỹ chứ hay sao là anh. người ta cái việc phản biện Nói ha, kêu là phản gì biện nói không? sai thì thôi chứ giờ chả lẽ cái gì cũng bắt mình đúng hết sao mình làm được. Những người Thì homeless là giống như như em vậy không biết em em có hỏi anh thôi. đó, theo sự hiểu biết của anh á, và anh có những người bạn Dạ. đó thì nói họ cũng là homeless luôn nha em, những người Mỹ đó Dạ. gần Dạ. gần chỗ anh ở cũng có nè. Tất Dạ. nhiên là có một số á, người á, khi mà người ta bị tù tội, em phải không, khi mà ở Mỹ này Dạ. bị tù tội á, em vô em có cái first rồi đó, em đi ra Dạ. xin việc không ai nhận hết á, rất là khó. Từ cái chỗ đó cho nên người ta không có việc làm, Dạ. em biết không? Đó, Dạ. bắt đầu người ta mới
không có tiền mướn tiền nhà, không có tiền mua xe hay trả tiền xe đó. Rồi từ đó người ta mới trở thành những người vô gia cư em. Đó là một cái tình trạng thứ nhất. Cái tình trạng thứ hai á, có một số người người ta làm việc, người ta bị mất job, mất công việc. Đó, mà khi mà kinh tế nó xuống á, người ta mất việc đó, thì người ta không có xin lại được trong khoảng thời gian nào đó. Đó, rồi cái tiền mà nếu mà ăn tiền mà tiền thất nghiệp á, em biết không? Thí dụ em nó cho em ăn đâu phải là em ăn suốt đời đâu. Thí dụ cho em ăn một khoảng thời gian nào đó là nó phải bắt em đi kiếm việc. Đó. Rồi nếu mà em kiếm không được việc á, không thì nó cúp cái tiền trợ cái tiền thất nghiệp với em trẻ. Hay là em dưới 65 thì em phải bắt buộc phải xin việc em làm. Em không có được hưởng trợ cấp của nhà nước. Chỉ có dưới Cali á, không? Tiểu bang Cali á thì được hưởng trợ cấp nhà nước rất là thoải mái. Có nhiều cái trường hợp hưởng rất là nhiều, em biết không? Nếu mà đối với tiểu bang Florida của anh á, rất là khó. Xin trợ cấp rất là khó. Đó. Thì từ cái chỗ đó nếu người ta không xin được trợ cấp, người ta không được việc làm, thì đương nhiên người ta phải homeless luôn. Homeless. Đúng không em? Đó. Thì cho nên thì đó là những thành phần như vậy đó em. Nhưng mà qua nãy giờ những gì anh nói thì em có hai vấn đề em thắc mắc. Nếu mà nói như vậy á thì cái nhân quyền của Mỹ nó cũng không toàn diện. Đúng không? Nếu mà đã là nhân quyền là quyền con người thì tôi lỡ phạm pháp rồi đó thì tôi đã chịu sự trừng phạt của pháp luật bằng bản án. Thì bây giờ tôi quay trở lại xã hội thì xã hội nó không chấp nhận tôi. Trong khi nhà nước hay chính quyền hay chính phủ gì đó cũng không có giải pháp cho tôi. Thì em cảm thấy đó là sự nhân quyền không toàn vẹn. Còn cái thứ hai nữa là bây giờ đang là homeless, đang thất nghiệp mà chả lẽ đi xin một cái việc làm mà gọi là nó thấp nhất trong xã hội Mỹ cũng có nữa ha. Cái việc làm cũng được, cả miễn là có việc thì thôi mà cũng không được nữa, để lấy cái đồng lương 10 đồng giờ cũng không được luôn. Thì đó, giờ anh nói cho em nghe nè. Thí dụ mà như mà ở Mỹ này á, ở Việt Nam mình nó khác em. Mỗi nước á, nó có một cái tình người khác nhau. Em biết không? Đó, với lại á, người ta có thể... cái camera của anh nó bị quay rồi anh. Anh chỉnh ra đi nhìn nó một méo mỗi cổ. Thấy rõ chưa em? Đó. Rồi. Thì á, như anh nói đó là ở Việt Nam á, nó có cái tình người. Thí dụ bây giờ trong xóm em có một người bị tù tội đi. Khi mà người ta cải tạo xong, người ta về, người ta ăn năn hối lỗi. Đó, thì xóm riêng, gia đình xóm riêng, bạn bè dang dập vòng tay ra giúp đỡ, chào đón. Không. Còn ở Mỹ này á, nó khác. Tự nhiên những người mà tù tội ở Mỹ này ra đó, anh nói thật nha, hầu như ai cũng xa lánh. Đó là sự thật. Đó, đi xin việc cái câu đầu tiên ở trong cái đơn mà em điền nó hỏi em có bị tù tội không? Mà em đâu có dối được, đúng không? Đó, tự nhiên nó bấm cái số xã hội, an sinh xã hội của em ra là nó biết hết. Không thể nào nói dối được. Đó. Nè, các bạn ở Mỹ nha, nếu tôi nói sai các bạn lên tiếng nha. Đó. Rồi, thì đó là những cái mà nó rất khó cho những người bị tù tội đi xin việc làm em. Đó là ví dụ bây giờ á, ví dụ bây giờ anh có một người bạn đi bị tù tội. Thì bây giờ á, anh mướn họ, không? Nhưng mà nói thiệt, anh cũng run lắm ạ. Sợ anh chứ sao, sợ đúng không? Sợ. Ừ, đó. Cho nên đó là cái nói gì mình nói cái về tâm lý em biết không? Dạ đúng, đúng. Cho nên á, cái đa số á, mà những người mà bị tù tội, bị có phết này nọ đó, rất là khó kiếm việc làm. Mà khi mà họ không kiếm việc làm được, họ xin trợ cấp cũng không được, thì sao? Bắt buộc họ phải đi ăn xin, bắt buộc họ phải vô gia cư. À, thì đó, những gì em thắc mắc, anh trả lời, em thấy thỏa mãn chưa? Thì em đâu có biết gì đâu anh trả lời sao thì em chấp nhận vậy thôi, chứ em đâu có phản biệt cái vấn đề đâu mà đó bạn. Vậy cho em hỏi nè, ví dụ như giờ á, như anh nói là người homeless đó người ta sẽ đi ăn xin, tức là đi ngồi một chỗ xin tiền của người qua đường đúng không anh? Không, cái homeless ở Mỹ này nó ngộ lắm em.
hầu như á, anh thấy hầu như á, là nó đứng ngay chỗ ngã tư đường. Dạ xin. Ở mấy góc ngã tư đường á, với ông cầm dạ. cái bảng cũng như là viết cái giấy cạch tông ấy em. Homeless. Dạ, rồi. Rồi nói là bị đang đói hay là gì đó. Không ghi một vài ba chữ lên cầm cầm tiếng hình như nè. Dạ. Anh có chụp hình nhiều lắm để gì anh gửi về cho em coi. Dạ. Đó thì ví dụ mà anh chạy ngang thì ngay góc đường đó anh chạy ngang anh thấy tội nghiệp, anh thấy thương thì anh ngừng lại anh cho. Thường thường là bên Mỹ người ta sẽ cho bao nhiêu đồng anh? À, thường thường cho 1 đồng em ơi. Thường Dạ thường cho 1 nha, đồng. anh thấy đa số là cho 1 đồng, ví dụ mà người nào mà khá giả người ta cho 50 đồng tùy. Tùy Cho theo 1 cái đồng người vậy mà đứng xin, em biết không? vậy thì anh có ước lượng được một một ngày một người đó người ta kiếm được khoảng chừng nhiêu không? À, cái chuyện anh không biết em ơi. Có lúc có người cho người không, tại vì Dạ. mình cho xong mình lái xe mình đi luôn, mình đâu có đó mình canh được mình biết. Mà em hỏi anh một câu là những cái đài truyền hình bên Mỹ nó có phỏng vấn cái việc đó hay không? Nó có thống À, kê cái việc đó mấy người đó đâu thèm để ý tới em, vậy nó hả? đâu thèm để Vậy là ý thua tới. Việt Nam rồi, nói thiệt với anh, nói Đó. Việt Nam là có phỏng vấn mấy người điên sinh luôn á. Ở Việt Nam á anh nói vậy nè, anh nói đây á, có thể mấy ông bên đây á không, mấy ông chống cộng cực đoan đây chửi anh và bưng bô nha, nhưng mà này anh nói thật, cái chính sách của nhà nước bên Việt Nam rất là hay, tại vì những Dạ. người mà người ta bị bắt vô ở tù hay là học tập cải tạo á, anh thấy không, Dạ. nó có ở trong trại á, có đào tạo nghề nghiệp, có dạy nghề, đúng không em? Tại Dạ. anh có lên anh coi mà, anh lên Dạ YouTube có. à. Dạ. Đó, khi khi mà em học cải tạo xong, ở tù xong em ra, ít Dạ. ra em được cái nghề, em Dạ có đúng. cái nghề bất cứ nghề nào em thích, đúng không? Dạ đúng. Còn Nhưng ở mà Mỹ được cái vậy đó anh, như ở Việt Nam đó, ví dụ những người ở nè. tù tội ra mà xã hội không nhận thì có thể là nhà nước có những cái công ty và nhà nước có những cái đơn vị thì nhà nước nhận luôn những người đó. Có đó anh. Còn ở Mỹ này á anh không thấy, anh nói thật nha, anh không nghe luôn, tại vì anh Xã có hội nó người bỏ làm từ từ ở là trong từ truyền thông tới chính phủ luôn đó, à. cho nên á có nhiều cái mà mình nói thật không thì sợ những người này người kia đó người ta phật ý, em biết không? Nhưng Dạ mà cho nên kể á sao anh, thì người quyền tự do ngôn luận mà, thì anh cứ trình bày cái quan điểm mà những điều anh thấy, nếu mà những điều anh thấy nó có chỗ nào nó chưa chính xác đó, thì những người khác ta lên ta phản biện vậy thôi chứ bây giờ thì đâu có ai mà có thể là biết hết đúng bao quát hết tất cả mọi sự việc. Nhưng mà cho em hỏi một câu này nữa nè, ví dụ như trong các cái tội, trong các cái bản án á, thì mà khi mà cái người người ta phạm tội đó, người ta đi ra ngoài xã hội á, thì xã hội người ta có nhìn nhận vô bản án hay không, hay là ta mặc định cứ ở tù là như nhau? Em lấy ví dụ như là ấu dâm, hiếp dâm, rồi giết người, cướp của tài, rồi kinh tế này nọ kia, những cái tội đó nó người ta có phân biệt hay không? Thì theo anh á, thì thực sự anh không có nằm trong cái ngành luật, cái đó nói Dạ thật anh không không, rõ lắm. tức là dưới góc độ người dân á anh, dưới góc độ người dân, ví dụ như anh là chủ chủ hãng đi, anh chủ xưởng đi, anh mướn một nhân viên tới, anh hỏi nó: ê mày ở tù hả, mày ở tù tội gì? Nói tao ở tù tội giết người. Xong rồi anh có suy nghĩ khác hay không? Rồi kia nó ở tù tại tao làm, tao lỡ tham nhũng chút xíu tao bị ở tù, ví dụ vậy. Thì người dân người ta có nhìn vào cái bản án hay không, hay Có là chứ cứ mặc em, định ở tù là sao lắm như nhau? khi mà em kia đi xin việc đó ha, nếu mà em có phớt tù tội á, người ta sẽ phỏng Dạ vấn em, cái người chủ á, hay là cái người quản lý á, nó sẽ phỏng vấn em đó. Thì khi mà phỏng vấn nó hỏi không, mày bị ở tù vào lúc nào, bao lâu, dạ mày gây ra tội gì, thì nếu em có chối không được, tại vì nếu mà nó nếu mà nó người chủ mà người ta muốn muốn điều tra cái hồ sơ em á rất là dễ, em biết không? dạ Đó, cho nên em có nói dối không được. Đó. Thà tốn hơn hết là em nói thật. dạ Đó. Và chủ nó thương tình nó nhận thôi. dạ Em hiểu không? Thì dạ hiểu. những cái mức án đó thì anh nói á, nặng nhẹ thì một khi mà em đã vô tù rồi đó là có cái phết rồi. Như Có nhau luôn, thấy có tiền án tiền sử đó. Cho nên á, khi mà nó nói ở tù á, mà đi xin việc rất là khó. Cái đó là sự rồi. thật. Anh có quen một người đó, cũng coi như là cũng không phải là giết người cướp của em đó, nhưng mà cũng nó đúng ra cũng người quen, người người bạn, không phải bạn thân nhưng mà quen biết, em biết không? Đó thì cũng có vô tù Dạ. đó, cũng phạm tội vô tù đó, nhưng mà tới chừng ra đó anh nói tiêu điều luôn, coi như là không đi xin việc làm ở đâu được hết Dạ. đó.
đó là người anh biết á. Cho nên đối với số Mỹ này á, làm gì làm tốt hơn hết tránh tù tội. Nghe kiện thôi, nhất nghe là kiện tù mà tội. Thôi giờ bây giờ mình đi làm quà cho nó trước đi. Đó, nhất là tù tội. Cái thứ hai nữa là cái uy tín. Cái uy tín về ví dụ như là em ráng làm sao đừng có để ví dụ em có thẻ tín dụng này nọ em xài đó, em ráng giữ uy tín. Dạ, không? Đừng có thiếu nợ lâu quá không trả. Đó, thì đó, đừng có để mất uy tín với nó. Một khi mất uy tín với nó rồi á, em không có làm gì được hết. Em không mua nhà được, không mua xe được, mà không có mượn tiền được, không có làm bất cứ gì được. Cái này anh nói quá dễ hiểu. Ví dụ như giờ cái uy tín về tiền bạc không có, tức là cái điểm tín dụng tôi bị thấp. Cái điểm tín dụng tôi thấp quá thì ngân hàng nó sẽ đâu dám chơi với mình nhiều nữa đâu, thậm chí nó không giao dịch luôn á. Vậy bây giờ em hỏi anh thêm một câu nha. Ví dụ như em làm chủ bên Mỹ đi, thì có một người tù tới, người ta xin em làm việc, thì em cảm thấy cái bự con nó bóc vác cũng được. Nhưng mà theo luật của bên Mỹ là lương căn bản khoảng là 10 đô một giờ. Thì bây giờ em lấy lý do nó mày ở tù ra tao trả mày 5 đô giờ bằng tiền mặt mày làm không? Thì lúc đó em có bị phạm pháp không? Được em, nếu mà em trả tiền mặt, em trả tiền mặt thì em đâu có phạm pháp. Trừ trừ tại vì cái gì á, tiền mặt á thì nhà nước không kiểm duyệt được. Em hiểu không? Đó bây giờ ví dụ anh ở tù ra em mướn anh đi. Em mướn anh. Thôi bây giờ anh về anh làm cho tôi đi. Ha. Thay vì mức lương mà thấp nhất á của hãng nó trả anh là 10 đồng đi. Bây giờ tôi về anh làm cho tôi trả anh tiền mặt 5 đồng. Anh nhắm làm được vậy không? Đôi bên có lợi đúng không? Đôi bên có lợi. Anh thì anh cần việc. Phải không? Đồng Tôi ý là đỡ đồng thất tiền. Đó thì em là em cần người làm. Thì đôi bên cũng có lợi thôi. Vậy thì coi nãy giờ có những cái ý kiến đó là ở tù bên Mỹ có lương đó, thì theo anh có lương không? Đi ở Ở tù tù thì có là, lương không? ở tù làm gì có lương. Ai nói ở tù có lương? Thì có mấy bạn đây comment thì em không biết, em hỏi lại. Ở tù có Anh lương. có bà chị á, bà làm ở trong tòa án. Bà làm ở trong trong văn phòng luật sư của em mà đi xử về những cái người tù tội á. Không, những người luật sư mà cãi mà về cho những người mà phạm pháp á, tù tội em không? Anh có những cái trường hợp có kể anh nghe rất là vui. Ở Mỹ này á, anh nói thì có nhiều người người ta cũng như là không biết nói là sao ta, cũng như là trái lại cái ý của người ta, em hiểu không? Ví dụ người ta thần tượng Mỹ quá đi. Người ta cứ nghĩ là Mỹ là thiên đường, Mỹ là vĩ đại, Mỹ là cái này cái kia, cái gì Mỹ cũng là số một. Nhưng mà khi mà mình nói lên những cái có những cái khác biệt á, em hiểu không, thì sẽ đụng chạm vô tự ái của những người đó, em hiểu không, và khó chịu. Đó, họ buông thì lên nếu mà đụng chạm tự ái như vậy thì em nghĩ cùng lắm là cái giữa cách hành xử giữa hai người đó là nó có vấn đề với nhau thôi, chứ nó cũng đâu có quyền gì nó thưa kiện mình đúng không? Đó là quyền tự do không thôi. Không, cái đó là sự thật. Mình đâu có làm, mình đâu có gì đâu mà làm gì phạm pháp mà thưa kiện em. Em hiểu không? Đó. Thì bây giờ á, thí dụ có những cái á, bây giờ nói mà dân chủ nhân quyền. Nhưng mà anh nói thật, ở Việt Nam mới thực sự là dân chủ nhân quyền hơn Mỹ. Đó anh nói thiệt, anh nói bị Mỹ 36 năm nha. Vậy thì anh chỉ ra những cái điểm nào mà bên Mỹ không dân chủ nhân quyền bằng Việt Nam đi anh. Bây giờ anh thí dụ đơn giản nè. Ở Việt Nam em có thể em cầm chai bia, chai rượu, em đi em đi dọc đường em uống, em uống bất cứ chỗ nào. Có bắt em không? Ở Bắt Mỹ, chắc chắn bắt không bắt đâu, không bắt. Ở Mỹ em chỉ cầm chai bia ra ngoài đường, cảnh sát bắt tới luôn bắt anh. Em bắt chứ. Bắt phạt em nó cấm. Đó không rồi á, thí dụ như là ở Mỹ, thí dụ như là có cái những cái gì nữa nè, nên coi coi. Cảnh sát, anh nói về cảnh sát đi. Em thấy những cái clip cảnh, ví dụ như anh đã từng bị cảnh sát Mỹ nó bắt anh lái xe. Mà em biết á, khi mà nó bắt á, em ngồi yên, em không được nhúc nhích nha. Từ khi nó tới nó gõ cửa kính, nó kêu quay cửa kính xuống, rồi nó ra lệnh, nó nói những cái gì em phải làm đúng theo nó. Nếu mà em làm
em làm trước, ví dụ em quay quanh đây mình thấy nó tới, em lật đật em chồng qua cốp xe để em mở, em lấy giấy tờ, nó có quyền bắn em chết tại chỗ. Dạ. Yeah. Tại nó sợ đúng không? Nó sợ mình lấy súng ra rồi nó tự vệ trước. Sợ em lấy súng bắn nó. Đó. Coi cảnh sát khi mà nó tra vấn em phải nín nghe nó và trả lời. Không có được cái kiểu mà cãi cọ chửi lộn như là công an. Bởi nhiều lúc anh thấy công an giao thông Việt Nam quá hiền. Hiền lắm luôn anh, hiền, em cũng quá hiền. Đó. Trời ơi, Mỹ này em chống cự nó cái làm chết liền. Yeah. Nó dập em chết liền. Còn đúng sai gì kiện nó sao thôi đúng không? Còn trong mắt làm gì? Trúng sai kiện nó sao? Bởi cho nên nó đó có những cái mà anh thấy á, không? Có mấy cái mà anh thấy nó không biết nói làm sao. Mỹ á, mà hai vợ chồng cãi lộn mà chồng đã bút vợ cái rồi vợ tin nó có kiện được không anh? Được chứ, khỏi cần đánh. Đây nè, anh kể cho nghe có sự việc mà anh quen với lại bà chị này đó. Bà kể bạn của bà, em biết không, người chồng á cãi lộn nhau, hai vợ chồng cãi lộn nhau nha, mà người chồng á, tôi giết bà, hăm dọ thôi đó, hăm dọ thôi, tôi giết bà, không. Nhưng mà xuống cái lúc mà cãi lộn bà thâu bà. Em biết á, có chỉ tôi giết bà thôi, hai ngồi tù 20 năm. Cái gì ghê vậy? Có gì nó có câu ngồi tù 20 năm luôn hả? Ông ngồi tù 20 năm á. Không, cái tội mà tất nhiên là thưa ra rồi, nó là tất nhiên là bà nói là nó hù tao như vậy làm cho tao khủng hoảng tinh thần, tao không có làm ăn gì được, tao sống coi như là tao cũng như là khủng hoảng em đó. Ăn không được, ngủ không được, đi đâu không dám đi, làm gì cũng không dám làm đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà nó gà vô cái tội nặng 20 năm. Trời ơi, lỡ miệng có một cái không rồi. Em thấy không, bởi anh nói có nhiều cái vui lắm. Rồi vậy có bạn hỏi anh đó là ở bên Mỹ có tội lật đổ chính quyền không, chính quyền Mỹ không, kêu anh theo như anh biết. Lật đổ chính quyền Mỹ anh chưa từng thấy ai nha, chưa từng nghe luôn. Chắc cái năng lực làm không nổi luôn. Không ai làm nổi. Yeah. Không ai làm nổi. Nhưng mà theo như em thấy là bất kỳ quốc thôi. Gia dân tộc nào cũng có cái luật là luật phản quốc, đúng không? Phản quốc tội nó nặng chứ. Đó, thì đó. Thì thí dụ mà em phản quốc á, thì thôi, em trốn đi, như cái ông gì Snowden á, trốn qua Nga đó. Rồi làm gì ổng đâu. Đó. Mỹ cũng tức lắm chứ, bắt không được tức lắm chứ. Dân làm gì ổng đâu. Đó. Nhưng mà nói mà lật đổ thế lực này nọ lên lật đổ không có đâu. Mỹ là không thể nào lật đổ nó nổi đâu. Yeah. Thì nó là dân chủ mà, dân quyền như là dân bầu mà. Thấy yeah. Không? Đó. Cho nên ví dụ mà dân nó bầu ra tổng thống, bầu ra nghị sĩ hay là bầu ra những chức vụ này nọ đó em, thống đốc rồi đó. Yeah. À, mà đảng phái thì chỉ có hai đảng lớn thôi, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ thôi. Ừ. Hai đảng rồi mấy đảng kia làm cho nó vui thôi chứ em thấy mấy kia là vui thôi. chia phiếu cho vui thôi. Dạ. Yeah. Học hành uống trà chơi thôi chứ. Ủa thì anh bây giờ có một cái vấn đề mà các bạn thường hay so sánh giữa xã hội Việt Nam với những cái nước phát triển. Bạn nói là Mỹ thì thứ nhất Mỹ không có tham nhũng hoặc là ít tham nhũng. Rồi cái thứ hai nữa đó là Mỹ tham nhũng thì xử nó gọi là nó xác đáng, xử nó đúng người đúng tội. Còn ở Việt Nam thì không có được cái chuyện đó. Thì vậy theo như anh rồi, bây giờ nếu mà nói Mỹ không tham nhũng nha, anh nói một cái này rồi tự em và các bạn suy nghĩ ha. Dạ. Bây giờ những người Việt Nam mình mới vừa chân ướt chân ráo qua Mỹ, anh nói xin lỗi nha, tiếng Anh tiếng U không biết một chữ. Dạ. Ví dụ mà bây giờ em bảo lãnh, ví dụ bây giờ anh và anh bảo lãnh vợ anh ở bên Việt Nam qua. Dạ. Đó, thì đi viện vợ chồng hay viện hôn thê đi qua Mỹ. Dạ. Khi mà qua Mỹ á, tiếng Anh tiếng U không biết nha. Yeah. Thì thử hỏi làm sao mà em trình độ gì mà em đi thi lấy được cái bằng nail, cái bằng đi không làm nail á, anh nói cái nghề mà dễ nhất ở Mỹ này là em đi làm nail, rất yeah. là dễ đi, dễ kiếm tiền, nhanh lẹ, yeah. đúng không, rất là phù hợp cho phụ nữ. Đó. Chắc mua bằng rồi. Thì bây giờ mới qua tiếng Anh tiếng U không biết, làm sao mà em có bằng lái? Có bằng nail đem đi làm. Bằng lái cũng được. Đó anh. Là chưa nói bằng lái nha. Anh mà. Bằng lái đây, bằng lái anh sẽ nói tới nữa. Dạ. Đó. Thì em biết một cái bằng nail á, thí dụ như tiểu bang anh nè. Dạ. Không. Muốn mua khoảng 1.200.
Ngàn hai dạ. Tới 1.500.000. Dạ. Đó, chỉ cần lên rồi đăng ký này nọ ha, rồi à, tới tới ngày tới tháng đó, rồi kêu lên lấy vậy thôi. Dạ. Ký tên để đó rồi. Ừ. Đó, cái người mà ở trong trường em, trường Việt Nam mà. Dạ. Đó, à, người ta lo hết cái chuyện đó thì cái đó là mà nhưng mà cái bằng đó là do tiểu bang nó ký nó cấp. Dạ. Em hiểu không? Tức dạ. Đó. Nhưng tức phải là là cái trong trường. bằng á là do người Mỹ ký. Cái bằng là Đúng của không? tiểu bang nó ký cho em. Dạ, thì cái bằng là do người Mỹ Người ký đúng không? người Người Mỹ người rồi. đứng đầu người Mỹ, người Rồi. đại diện cho tiểu bang là người Mỹ, Rồi. và cái việc lo cho cái bằng đó đó thì có thể có bằng chân của bằng tay của người Việt Nam. Nghe là bàn tay Việt Đó. Nam và Thì nó sẽ những xảy cái ra vấn trường vậy đề nè. á là nó xảy ra cái vấn đề là cái người mà cần cái bằng NEO á thì đưa tiền cho một nhóm người Việt. Rồi xong rồi nhóm người Việt xử lý cái đồng tiền, buộc cái đồng tiền đó để ra được cái bằng NEO cho người này. Đó, Đúng không ạ? rồi. Ừ. Đó, đó đó là một nha. Còn cái bằng lái Dạ. không, bằng lái hồi xưa lúc mà mấy chục khoảng gần 20 năm về trước á, anh ở tiểu bang Maryland ở Virginia ở Dạ. gần Washington DC á, Dạ. thì á, cái tiểu bang đó đó những người qua, những người mà Việt Nam mới qua, anh nói thiệt học thi cái bằng lái rất là khó, Dạ. tiếng Anh rất là khó, khó đọc lắm, hiểu không? Mà cái tiểu bang đó đó nó không có cho thi tiếng Việt. Cali thì Dạ. có thi tiếng Việt, Texas thì có thi tiếng Việt nha, Tại nhưng nó mà người Việt đông quá. đó, người Việt đông quá nó cho thi. Có những cái tiểu bang ít người Việt á, em phải thi bằng tiếng Mỹ, hiểu không? Đó. Thì khi mà em thi bằng tiếng Mỹ á, thì em không có học, không có trình độ, em mới qua em đâu đi học đâu mà em biết mà Dạ để em đúng thi rồi, học không nổi đâu anh. Mới đó, làm qua là sao học mà tiếng bồ thi bồ nói chuyện thôi chứ đụng thi cử sao đó. đi nổi. Thì đó cho nên á, thì mua một cái 3.000 thì cái Bằng lái đó mắc đâu, hơn. đương nhiên bằng lái mắc hơn em, bằng lái quan trọng hơn chứ đó. Đó, một cái bằng lái 3.000 Dạ. đó, thì thử hỏi em cái đó là không tham nhũng, không hối lộ là cái gì. Cái Nhưng đó mà là nãy giờ là anh kể những cái tham nhũng nó gần gũi với cuộc sống, tham nhũng của trong dân lao động, tham nhũng mà thấp. Bây giờ anh kể thử cái tham nhũng mà bự bự của Mỹ đi anh. rồi ví dụ cái tham nhũng, cái những cái tham nhũng hay là hối lộ của Mỹ lớn lớn ha, bây giờ Dạ. anh hỏi nè, trên thế giới này nước nào sử dụng ma túy nhiều bằng nước Mỹ? Nước Mỹ cũng là số 1 luôn, Chắc Mexico nó tuồn qua ha. đương nhiên nhiều, Colombia này nói em, Dạ. những cái nước Nam Mỹ đó tuồn quá. Thì bây giờ anh hỏi em nè, ngay cả cái, anh này anh nghe nói nha, anh này anh nghe nói không không chính xác lắm nha, anh nghe nói ngay cả những người làm ở trong nhà nước công quyền này nọ, người ta vẫn sử dụng những cái chất đó, những chất Dạ. kích thích đó, Mà chất đó theo luật pháp của Mỹ là có cấm không anh? cấm. Nhưng Dạ mà thí cấm. dụ bây giờ anh nói cần sa đi, thì Cali bây giờ như là anh nói nghe nó cho công khai Dạ. rồi, nhưng mà có một hai tiểu bang thôi, còn hầu như là nó cấm em. Đó. Thì bây giờ nó thậm chí là anh đây anh đi chơi nè, anh đi chơi bida với những người bạn Mỹ, anh tới Dạ. anh thấy tụi nó vẫn đứng hút cần sa tỉnh bơ Dạ. đó. Không rồi hỏi em á, thì nếu mà nó cấm thì ở đâu có hút, Chắc có bảo đương nhiên kê. đó. Thì hầu như nha, anh này nói hầu như nha, 90% người Dạ. Mỹ, anh nói người Mỹ nha, những sắc dân khác anh dám nói là nó hút cần sa hay là những cái chất khác, em hiểu Dạ. không? Đó, ngoài cái hút thuốc ra đó, kèm theo cần sa Dạ. đó, là những người bạn Mỹ anh nó nói anh đó. Thì đó thì đó những gì anh thấy anh nghe anh biết anh nói vậy thôi nha. Dạ. Thì bữa nào có gì anh livestream vô mấy cái chỗ mà câu lạc bộ visa cho em coi. Dạ, khi bữa nào đó anh đi livestream mà cái giờ này ở Việt Nam anh nhắn tin em trước rồi em mở đi rồi em coi coi câu lạc bộ bida bên Mỹ nó đẹp mà không. Không 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 đẹp em, nó bình thường à, Dạ. nó bình thường em. Dạ. Đúng rồi, có anh Hoài Tô nói cỏ Mỹ nữa kìa, cỏ Mỹ vừa nhập về Việt Nam luôn kìa. Tụi nó quá trời. Thì em thấy có nhiều người phản ánh giữa cái xe hơi Việt Nam với xe hơi của Mỹ. Thì anh thấy là cái lý do chính nào, theo như nghĩ cái lý do chính nào mà Mỹ nó lại chọn cái xe hơi là cái xe mà người dân Mỹ người ta đi nhiều như vậy? Do khoảng cách địa lý hay là do nó rẻ hay là do như thế nào? Cái em nói về xe hơi phải không? Dạ. Em nói về xe hơi của loại nào, nước nào hay là sao?
tức là người dân Mỹ đa phần là thường thường là bắt buộc có mua phải phải đi du đi 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 làm bằng xe hơi hoặc đi 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 đâu đó bằng xe hơi, thì các bạn sẽ so sánh rằng giá xe hơi của Mỹ nó rẻ hơn giá xe hơi của Việt Nam, mà tại sao Việt Nam mình nhiều xe máy như vậy, thì đại loại là như vậy đó. Ông thì nói đúng ra cái ở Mỹ này á, cái phương tiện đi lại á, là xe hơi, cũng như ở Việt Nam mình nó cái phương tiện chính á, của người Việt mình là đi xe máy, đúng không em? Dạ, Mỹ á, là nó đi xe hơi, tại vì xe máy Mỹ này đi rất là nguy hiểm, dễ chết lắm. Tại vì xa đúng không anh? Khoảng cách nó nước xa ta là đúng một, không? ta xa thì cũng không sao, mình đi mấy chiếc mô tô cũng không sao, nhưng mà nó dễ chết em. Cho nên cũng có những người ta chạy những mô tô lớn, mô tô phân khối lớn đó. Còn mấy xe mà nhỏ nhỏ như xe quay này nọ anh không thấy nha. Mấy xe nhỏ nhỏ giống bên Việt Nam mình đi á em. Mấy Honda mà nhỏ nhỏ đó thì anh không thấy, hiếm thấy lắm. Nhưng mà chủ yếu là mấy cái Harley nè, những cái mô tô phân khối lớn á thì nhiều. Đó, như tiểu bang anh nè, nhiều. Đó, bự lắm, những chiếc mô tô rất là bự. Đó. À. Rồi còn cái xe hơi chỉ là cái phương tiện thôi em, cũng như phương tiện như là người Việt mình ở Việt Nam có chiếc xe gắn máy đi về thôi. Bình thường vậy thôi. Thí dụ mà anh nói này, thí dụ người nghèo thì đi xe cũ. Nha, xe đời cũ, xe rẻ tiền. Thí dụ mà kháng chút nữa, thí dụ đi xe dựa dượng chút, còn có tiền hơn nữa thì mua xe mới đi. Chứ em coi video bên Mỹ em thấy những cái dòng xe sang nó cũng hiếm lắm anh. Hiếm. Em coi nhiều khi em cũng Hiếm thấy lắm. nữa. Tại Hiếm dòng lắm. xe phổ thông rất là nhiều. Hiếm lắm. Cái này nói thật nha. Anh nói cái này nói thật. Ở chỗ anh nè. Nếu mà anh nói lâu lâu mà thấy được một chiếc Lamborghini nha, hay là Ferrari này nọ, rất là hiếm. Khó thấy lắm. Nhưng mà về Việt Nam ở Sài Gòn anh thấy hoài. Dạ. Thấy nhiều. Qua khu 7 nó chạy nhiều lắm anh. Đó. Nhưng mà ở Mỹ Mà này á, cái những cái chiếc xe đó thì mua nó mắc hơn bên Mỹ rất là nhiều. Những chiếc xe như Lamborghini mà nó về Việt Nam không chiếc nào dưới 1 triệu đâu. đúng rồi, Không hơn trên tại 1 triệu vì luôn cái á. thuế nó nặng em, cái thuế nó Dạ. cao. Còn mấy chiếc đó quỹ đó bên Mỹ như là 500 ngàn, 400 ngàn gì có rồi. Thì đó, thì nói đúng ra ở Mỹ này á, là nếu mà nói về người Việt mình á, ha, chuộng á, chuộng đi xe hơi á, thì có những loại xe là xe Nhật, thí dụ như là Toyota, Honda. Có đi xe Đức không anh? Đức á, thì hiếm lắm. Đức thì hiếm, Đức á, thì coi như là thuộc về cao cấp rồi. Hiểu không? Đó, ví dụ như Mercedes nè, hay là BMW, đó, hay là Anh đang nói Audi. người Việt hả anh? Anh đang nói người Việt đúng không? Anh đang nói người Việt đó. Dạ. Không, Thế người Việt hay là người Mỹ luôn. vậy Người thì Việt hay em không hiểu là thế em không hiểu là tại sao mà người Việt lại không có thể tiếp cận xe Đức, trong khi xe Đức nó cũng không là đắt, nó không đắt đâu, xe Đức em thấy nó không đắt. Ở Việt Nam mua xe Đức rất là nhiều. Mà tại sao bên Mỹ người ta không mua xe Đức? Tại vì người ta đối với người ta cái xe nó không quan trọng, xe nào cũng được, hay là do kinh tế người ta theo như anh nghĩ? do kinh tế em, với là Do kinh do tế kinh hả? tế, do kinh tế, với lại một phần là em biết không, xe Đức á, mỗi lần mà em hư mà em đem vô sửa đó, em đem vô mấy cái dealer em sửa đó, rất là mất tiền. Tại vì thí dụ anh nói thí dụ đi, bây giờ em thí dụ Bảo hiểm nó cái lo vụ cho anh. không Bảo hiểm nó không sửa không chứ. không 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 đâu có bảo hiểm nào mà lo sửa chữa cho em, trừ khi Cho mà kỹ ta. em mua bảo hiểm là cho bị đụng thôi, bị đụng thôi. Còn thí dụ mà hư hư thắng, hư hư hộp số, hư máy, hay là hư Trời ơi, mấy cái nước, xe hay là anh mua xe mới anh chạy chừng 5 năm chưa hư mấy cái đó được. không, nhưng mà bây giờ đúng mấy đó không hư, nhưng mà mỗi lần em đi vô em kêu là bảo trì đó, bảo Bảo trì, trì ví dụ em thay nhớt ha, ví dụ em chạy 5.000 cây số đi, hay 10.000 cây số em phải đi vô thay dạ nhớt gì thay phải nhớt không, thay nhớt bảo trì này nọ gì phải không. Thay vì thí 200 dụ á, đô là cùng. ngàn mấy đô nếu mà em đi xe Đức Vậy bên đó hơi đó. mắc rồi chứ bên 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 em đi mẹt nè, em bảo hành lần có 5 triệu à, bảo trì chứ, lần 5 triệu 8.000 cây làm lần. Đó, thí dụ như những cái xe mất tiền á, em càng mất tiền. Thí dụ như những xe Đức càng mất tiền thì vô cái bảo trì rất là cao. Em hiểu không? Tại vì anh Thí dụ có như ông anh vợ em em thấy vậy nè anh, nếu mà nói xe Đức ở Việt Nam nó mắc thì còn hợp lý, chứ mà nói về xe Đức bên Mỹ em thấy chiếc mấy chiếc chừng 100.000 đô là mua được chiếc bao đúng ngon rồi, đúng rất ngon luôn đó chứ. đúng xe Đức á em mua ở đây không có mắc, nhưng mà người ta mắc, người ta sợ mắc là sợ cái tiền bảo trì á, với lại cái tiền bảo hiểm, em hiểu không, cái tiền bảo hiểm là tiền bảo trì rất là mắc. Thí dụ Ủa em, tiền bảo ví hiểm dụ nhiêu quên người ta, tiền bảo hiểm ở bên 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 bỏ mình lại mình có nói một lần em quên 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 bảo tiền bảo hiểm hiểm đó. á, thì nếu mà giờ nói bảo hiểm xe đó thì anh nói cho em nghe nè,
Bảo hiểm là đã căn cứ vô cái tuổi của em. Cái tuổi em là vậy đó hả? Đúng, cái tuổi em là một. Tại vì cái tuổi già quá chạy dễ đụng anh. Cái tuổi trẻ với lại rẻ, với lại rẻ. À, cái tuổi trẻ với lại nó tính theo cái thời hạn em có bằng lái bao lâu. Có tính đàn bà không anh? Có tính phụ nữ không? Ông có phân biệt phụ nữ đàn ông không? Cái đó anh thật sự anh không biết, nhưng mà anh chỉ biết là tính tuổi nè, tính cái bằng lái, thời hạn bằng lái nè ha. Rồi tính em có first, cái first mà tức nhiên là có first thì bị bắt, bị đụng không, có bị đúng cảnh rồi, sát đúng bắt rồi. không, bị vượt đèn đỏ không, vượt stop sign không, đó có bị đụng chạm gì không, đó từ cái đó đó nó mới tính lên mắc rẻ cái điểm của em đó. Rồi chưa, nếu mà tùy theo cái xe em, ví dụ cái xe sport của em á, sport á ha, thì nó, cái bảo hiểm nó mắc hơn là cái xe thường, cái xe bốn cửa. Cho nên nó cái bảo hiểm á, nó căn cứ vô rất là nhiều thứ em. Thì nó tóm lại vậy, cái xe hơi bên Mỹ á, cái đồng tiền mình bỏ ra mình mua nó rẻ, nhưng mà cái những cái lệ phí đi kèm nó phức tạp quá, nó nhức đầu quá. Còn ở Việt Nam này á, đồng tiền bỏ ra mất, nhưng mà bảo hiểm nó có công thức tính là tính thành phần trăm giá trị xe xong. Lớn tuổi già tuổi nhỏ tuổi gì cũng vậy hết. Nhưng mà chỉ có cái đúng giữa nào Việt Nam với Mỹ á, là anh giống như nói là cái chính Ford hay không đó. Tức là cái đời năm ngoái anh mua mà anh bị chạy đụng nhiều quá, năm nay nó tăng tiền. Đó là giống nhau. Thì đó, thí dụ bây giờ anh nói, ví dụ anh như chiếc xe của anh đang đi đi, anh mua chiếc xe mới ha, thì khi mà em mua chiếc xe mới á, nó bảo hành cho em là 3 năm. Hoặc Dạ đúng rồi. Dạ. Hoặc 36.000 mai. Dạ đúng đúng đúng. Mai là một mai là cây số mấy á. Cây số 6. Đó. Thì đó, thí dụ mà trong 3 năm hoặc 36.000 mai đó, nếu mà cái xe mà nó bị hư hộp máy, hộp số hay là bất cứ cái gì thì em đem vô á, trong cái khoảng thời gian nó bảo hành cho em, nó sửa, thay mới luôn, nó làm mới cho em, nó không có lấy tiền đó. Đi đó là anh nói xe mới nha, xe mới trong 100 á. Đó rồi, thí dụ như là em mua những cái xe cũ, em mua những cái xe cũ thì nó có những cái chỗ, những cái hãng xe cũ nó bán, nó bảo hành, thí dụ có hãng có chỗ bảo hành cho em 1 tháng, có chỗ bảo hành cho em 3 tháng, có chỗ bảo hành cho em 6 tháng. Dạ đúng đúng, cái Tùy này em nói theo đúng nè, đó, đó của Việt Nam cũng vậy. Tùy theo đó. Thì khi mà một cái xe mà em mua như vậy đó, ví dụ em mua em trả góp, ví dụ mỗi tháng em trả góp bao nhiêu, ví dụ em trả góp 1 tháng 500 700, thấy không? Đó và rồi ví dụ em trả trong vòng bao nhiêu năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm đó. Khi mà em trả góp xong chiếc xe thì chiếc xe em cũng đã bành chành rồi. Đó, là bắt đầu chuẩn bị mua chiếc mới nữa rồi, thấy không? Còn không á, nếu mà muốn mua thì giữ chiếc đó sửa đi tiếp. Thì nói ở Mỹ đi xe hơi chó sang, giống như Việt Nam mình á, người Việt mình đi xe xe máy đó em, đó chỉ là phương tiện thôi, thấy không? Có anh nào thắc mắc gì không? Cũng có mấy cái comment. Không thì nhưng mà riêng về cái khoản mà xe cổ á, anh thấy ở Việt Nam mình là nó chịu chơi và nó chịu chi cho xe hay ghê. Rất nhiều ra đường mà mẹt nhạt đường luôn anh, không phải gì chứ, mà tại vì những cái hãng xe khác nó về Việt Nam đó, nó có một chính sách đầu tư không tốt. Không mua hãng khác cũng có, nhưng mà những hãng khác không nhiều bằng mẹ. Không mà nếu mà tính mà, theo mà tỷ Nhật lệ vẫn mà nhiều người nhất. Việt, người Việt Nhật mà vẫn nhiều xài nhất xe dạo này hàng nữa. Tính mà tỷ lệ người Việt mà mình xài xe bên Mỹ em, anh thấy hầu như đa số là thích xe Nhật. Thứ Nó nhất rẻ. Là nó rẻ. Rẻ bền, hai cái đó là đi đầu. Còn sang á, nếu mà muốn sang phải đi xe Đức. Dạ đúng rồi, đi xe châu Âu. Còn chắc người Mỹ người ta có đi xe Mỹ nhiều không anh? Ford này nào đó. Mỹ thì lại khoái xe Mỹ em. Hầu như là bạn Mỹ anh là tụi nó khoái xe Mỹ. Mỹ Để là hầu như là nó đã thích xe Mỹ hơn. Đó, cũng như là dân nước nó đi xe nước nó thì đa số là nó thích xe Mỹ. Đó là nói người Mỹ nha. Còn những người Á Đông, anh nói người Á Đông á thì khoái xe Nhật.
hầu như là thích sinh nhật đó. Ừ. Nên vậy thì so ra với mức sống của người Việt Nam ở bên Mỹ nó cũng là dạng thấp anh. Hay nãy giờ những gì anh kể là nó cũng chưa bằng được cái trung bình của người của cả nước Mỹ đâu. Nó cũng là dạng thấp đó. Chứ bây giờ ví dụ như mua xe hơi mà mua xe rẻ tiền, mà như anh nói nãy là vì kinh tế thì em thấy là kinh tế họ còn nhiều cái để lo nữa. Chứ không phải là riêng cái xe không. Thì mặc dù á là người ta đi làm người ta cũng mua xe mua nhà, đó là hai cái căn bản, nhưng mà chắc là mua xong rồi trả góp từ từ đúng không anh? Không, cái gì hầu như là ở Mỹ này cái gì cũng trả góp hết em. Dạ, Anh nói nhưng mà đa em số thấy là nha, hầu như có rất nhiều người Việt Nam qua Mỹ đi làm 2-3 năm, ta đâu có tiền mua nhà đâu, người ta nhà thuê và người ta ở ghép nữa. em ơi, Dạ. 2-3 năm vậy mấy chục năm cũng không có tiền mua nhà nữa, đừng nói tới 2-3 năm em. Nó mấy Cái đó chục năm nói nó thật. thảm quá anh. Cái đó nói thật nha, nói thì đụng chạm nhiều người nha, cái đó nói thật. Mấy chục năm không có tiền để mua nhà nữa, không có tiền mua được chiếc xe mới đi nữa. Đó là sự thật. Mình phải Nhưng nên mà chấp nếu mà nhận sự thật. nhà nhà mắc Em tiền biết như tại bên sao? Cali thì không nói, Em biết tại chứ còn sao? nhà như cái như anh Dũng Võ hồi nãy chừng 40 Ồ,70 là chục bây giờ rồi nói đó về mua. anh Dũng Võ nãy nha. Hồi Dạ. nãy anh nói anh có comment nói cái anh nói ảnh. Tại vì anh nói không? Cái vấn đề nãy anh nói là cái nhà mà anh chỉ anh sửa đó là cái đó Dạ. là cái ở Mỹ nó gọi là cái trailer, còn ta là gọi là mobile home. Tuy nhiên là cái Dạ. nhà cũng như là cái xe mà cái xe xe hàng ở bên Việt Nam mình đó em, đó Dạ. ở trong cái ngăn phòng nó chia ra phòng rồi nhà tắm này nọ, cũng như là ở trong nó kêu mobile home cũng như nhà trong xe vậy đó, nhà di động á, kêu là nhà di động Dạ. á em hiểu không? Dạ. Đó thì cái loại nhà đó rất là rẻ, cái loại nhà Ủa đó cái là nhà đó rẻ vậy nó đi được không anh? Cái nhà hả, đó là cái xe hay là cái nhà? nó kéo đi được, có Nó kéo loại đi. nó kéo đi được Ghê đó, cái loại nó kéo, nó bắt bánh vào nó kéo đi được luôn đó, nó kêu là mobile home đó em, mobile là xe đó À đó. vậy là hồi 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 trước em coi hài mà em nói nhà băng kéo nhà là kéo những cái nhà đó Không không kéo nhà đó, thí dụ kéo nhà là như vậy, thí dụ giờ anh mua nhà ha mà anh đó không có tiền trả, anh trả góp anh. nhưng mà anh không có tiền trả nữa, Dạ. không kinh tế eo hẹp hay là anh bị thất nghiệp anh không Dạ. có tiền trả nữa, thì nhà băng nó tới nó kéo nhà anh, nó tất nhiên là nó lấy nhà đó, Lấy nhà đúng không? lấy Mà vậy nhà rồi mình khai phá sản em hiểu không, dạ. mình khai phá sản thì Mỹ nó ở Mỹ này người ta gọi vui là kéo nhà vậy thôi Dạ. đó, thì thực sự là nhà băng nó tới nó lấy nhà lại mình khai phá sản Dạ. đó, Vậy vậy còn thôi. cái nhà xe gì đó anh trình bày tiếp đi. Hả? Cái nhà trong xe gì đó, cái nhà mà kéo đi được, mà gắn bánh Ồ, chỉ cho cái cái nhà kéo đó đó. đó cái nhà đó đó ở đây á, em biết không, anh có nhiều người bạn, rất là nhiều người Việt ở trong cái, những loại nhà đó Dạ. đó, nó kêu là trailer hoặc mobile home Dạ, mua một hộp đó. dạ. Bây giờ em bấm vô YouTube á, em coi nhiều lắm Dạ. đó, thì cái nhà đó đó là thuộc về cái dạng rẻ nhất trong Dạ. các chỗ ở của Mỹ Dạ. đó. Rồi á cái có nhiều cái nhà đó em có tin không, có 5.000 đô một cái, Dạ. 10.000 đô một cái Vậy người Việt đó. Nam mình dư sức mua chứ ta. Rồi Dạ. chưa, còn tại sao nãy anh nói ảnh nổ là sao, cái đất mà để cái nhà đó lên á Dạ. là không phải là đất của mình, Chứ đất của ai em? đất của người chủ đất đó đó, nó cho mình Dạ. mướn đất đó để mình để cái nhà đó lên Dạ. nha, chứ không phải là cái đất đó đất của mình. Vậy là mặc dù là cái Tất nhà nhiên là mỗi tháng mình phải mình đóng tiền thuê. đất, Dạ. mỗi tháng mình thuê đất đó, cái nhà là nhà của mình nhưng mỗi tháng mình phải trả tiền đất Dạ. đó, em hiểu không? Nên nó mới Cho rẻ nên vậy nếu đúng không? nên anh nói mà cái nhà đó, cái đất rộng của nhà đó là cái đó là hoàn toàn sai, không đúng, Dạ. không đúng à. Tuy cái nhà đó đó là coi như là em mướn miếng đất đó, em để cái đặt cái nhà đó lên Dạ rồi. à, là mỗi tháng mình phải trả tiền đất cho chủ nhà chủ đất đó đó, em Dạ. hiểu không? Thường cái Đó tiền nó đắt không anh? Thường cái tiền tiền đất có đắt không? thì thí dụ bây giờ anh nói nè, cái nhà đó em có thể mua tùy theo anh nha, mắc rẻ không hay là mới cũ hay là còn tốt hay là nó rượu, thì tùy theo căn, tùy theo căn nha. Dạ. Nhưng mà anh nói 5.000 cũng có, 10.000 cũng có, 15.000 cũng có, 20.000 cũng có, và lên tới 100.000 cũng có Dạ. đó, mà tùy khu nữa nha, Dạ, đúng tùy rồi. tiểu bang, tùy khu nữa nha, tùy thành phố nữa Dạ. nha Dạ. đó.
cho nên á, cho anh là mình, cho nên á, những cái mà mình nói mà nó nói cho trung thực, em hiểu không? Đó, mình đừng có nói lố quá, tại vì mình nói lố quá có nhiều người, người ta cũng ở Mỹ người ta nghe người ta biết, em hiểu không? Thấy hơi kỳ. Đó. Tại vì anh có rất là nhiều người bạn, người ta ở đây người ta mua nhà, nhà kia không nổi, bắt buộc người ta phải mua những cái nhà đó người ta ở thôi em. Ủa vậy thì nếu mà em là người Việt Nam thì em cũng mua cái nhà đó mở cho nó rẻ chứ em đi mướn nhà chi mắc anh. Nhưng mà ở mấy cái nhà đó đó thường thường nó tống em vô những cái khu phức tạp. Dạ. Em hiểu không? An ninh không hả? Tốt. Em có tin không? Nhà chỗ nhà bạn anh kìa. Chiều á vợ chồng nó đang ngồi trước chơi nha. Em biết á, cướp cái gì nó tới chĩa súng đó, hả? Nó bắt bắt mày mà mày có tiền không? Đưa tiền tao tao bắn mày chết. Đó, đó trong trong những cái khu đó đó. Anh nói thật hả? Đó. Ý anh nói là những cái khu đó đó rất là phức tạp lắm. Em hiểu không? Đầy đủ thành phần nằm trong những cái khu đó cho nên nó rẻ. Vậy thì em lôi lời tới chính quyền em nói luôn á. Chính quyền đâu kỳ vậy? Để cướp lộng hành ghê vậy anh? Cảnh sát nó đâu có không đâu mà nó đi lùng á hả? Khắp khắp nơi vậy em. Thí dụ Thì là chứ, em có thì chứ em gọi người, cảnh sát người dân tới Mỹ trả thuế cho nó làm gì vậy anh? thì khi mà em có chuyện em gọi nó tới thôi. Em hiểu không? Ủa Chứ bên Mỹ không có, chứ nó bên đâu có Mỹ không đâu mà nó không có ngồi đó nó canh anh. em. Bên Nó đâu Mỹ có không 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 nó có canh em. dân quân tự vệ á anh. Bên Mỹ không có dân phòng á Không, anh. không có dân phòng, dân quân tự Gì vệ ghê vậy, chỉ vậy? có cảnh sát thôi. Vậy cảnh sát thôi, có gì em muốn gì em gọi 911 cảnh sát chạy tới thôi. Nó đang chĩa súng vô đầu sao gọi? Hả? Thì bởi vậy, đợi đợi nó đi xong rồi mình gọi. Trời, Đợi nó nó lấy hết chạy xong tiền mình rồi. gọi. Ừ. Nó lấy hết tiền rồi. Thì Ông đó diễn phải ghê chịu thôi em. Cái đó phải chịu thôi. quá. Ở Mỹ nó chỉ có cảnh sát thôi, ngoài ra nó không có dân quân gì, dân gì, dân như ở bên Việt Nam mình không có. Vậy vậy thì anh nói vậy em nói nữa, nếu mà không cảnh sát thì phải gắn camera an ninh đúng không, tại vì nước Mỹ nó tiến bộ như vậy nên phải gắn camera an Những ninh cái xong khu nghèo như vậy nó làm gì có camera? dạ Những cái khu nghèo như vậy làm gì có camera em? dân nghèo thôi chứ tiền thuế của dân đâu, chính phủ phải đầu tư camera đường xá vô chứ. Không có chuyện đó, Vậy thì không em có chuyện hỏi đó. ngược lại, chính phủ Mỹ lấy nợ công để làm gì Hả? Thì nó hả? xây đường, xây trường này nọ, thiếu gì việc nó làm xây cầu đường này nọ em. Hả? Camera là nó chỉ bắt những cái đoạn đường để nó bắt ngay những cái ngã tư á, đúng không? Ví dụ mà Dạ. em vượt đèn xanh đèn đỏ, camera nó chụp em á. Dạ. Đó, có, cái đó có. Còn nếu mà Dạ. em muốn á, ở nhà em á, em tự bắt camera ở nhà em. Dạ. Nha. Nhưng mà cái camera nhà mình nó vô dụng. Tại cái camera nhà mình á, nó không có liên kết tới sở công an thì người ta không theo dõi được, người ta không biết được cái sự việc nó đang xảy ra mà Thì ví dụ người ta em tới thấy người ta thằng cứu mình. nào, ví dụ em thấy thằng nào tới thì em dòm camera em thấy em gọi cảnh sát ơi, em gọi cảnh sát ơi có thằng mới tới nhà tao kìa. Không, mày tới liền đi, nó có thằng đang vô nhà tao kìa. Đó thì em gọi em báo. Nếu mà gọi báo thì khoảng bao lâu nó tới anh? Còn 15 không phút á, ở không? trong nhà em, còn không ở trong nhà em á kêu là em gắn alarm, hệ thống alarm em biết không? Nó Dạ biết. ăn thông vô trạm cảnh sát. Dạ, Ví dụ hú vô hú nó luôn. hú mày, thì cảnh sát nó nghe nó biết nó tới. Dạ. Còn cái đó là anh nói những cái nhà mà mất tiền kìa. Còn anh nói những cái mobile home trailer này nọ như nhà của anh Võ Dũng vậy nè. Không. Thì anh nói thiệt á, cái đó, đó là những cái khu đó đó thì những khu nghèo, những người nghèo người ta mới vô những khu đó người ta ở, em hiểu không? Đó, thì vô đó làm gì có camera, làm gì có cái sự mà cảnh sát nó bảo vệ em ngày đêm 24/24, có chuyện đó, không có đâu. Vậy thì cho em hỏi một cái, thường là những cái người dân nào người ta sẽ thuê những khu đó? Cái gì? Em nói thẳng luôn cho nó lẹ, ở Việt Nam này á thì đa phần là thứ nhất á, là tội phạm, thứ hai á, là tệ nạn xã hội á, mại dâm ma túy, người ta mới thuê những khu đó. Thì ở bên Mỹ thì những khu như vậy có phải là những đối tượng nó thuê luôn không anh? Có chứ, có. Thí dụ mà nó những đối tượng nó thường thường rút vô những cái khu đó đó, kêu khu ổ chuột á. Đó thì tự vô đó đó là nó mới hoạt động được, em hiểu không? Mà anh nói á, nó hầu như là những cái khu đó, những cái khu mà mobile home đó đó, trailer đó, không mà những thành phần rất là phức tạp ở đó không, hầu như nha, anh nói hầu như chứ không phải là 100%. Đó, tại vì ở đây anh có nhiều người bạn ở trong những khu đó lắm, anh biết, anh tới chơi anh biết. Họ anh Rồi Bình, họ là mình. nếu mà nhà trong những khu đó thì nó có được những cái dịch vụ giống như nhà bình thường không anh?
như điện nước, tivi, truyền hình cáp, rồi nó, wifi nó đầy đủ em, đó. Nó đầy cũng đủ đầy luôn đủ, đầy đủ luôn. Ví dụ em có tiền thì em bắt vô, ví dụ em có tiền thì em muốn bắt truyền hình cáp thì em gọi hãng truyền hình cáp nó bắt vô cho em. Em Rồi có nhà tiền cũng gọi có hãng số, điện không, thoại, địa nó bắt chỉ điện bình thoại thường vô cho ha. em hả? Cũng nhà, nhà có số, nhà rồi địa chỉ nhà rồi bình Có thường số ha. địa chỉ nhà đầy đủ hết, có hộp thư đồ riêng hết. Dạ. Đó là một căn nhà mà em, nó tính là một căn nhà mà có địa chỉ riêng hết. Đó, rồi mỗi nhà có hộp thư riêng nữa. Thì nói chung Nhưng là mà anh nói á, gì à, em mà em tới dạ khu mấy khu đó em bỏ em chạy ra liền. thì ngồi Thiệt. trong cái xe xong rồi chạy xe luôn á. Đây, để bữa là anh lái anh vô mấy khu đó, anh lái anh quay phim, anh quay anh gửi về cho coi nha. Ở gần anh cũng có nè. Không, anh quay gửi gì làm gì, anh rủ em livestream, em mở livestream anh vừa lái luôn. Người ta coi ta mới giống như phim mới hứng. Rồi. Rồi có bạn là không đồng ý, nói với anh không đồng ý với anh ở chỗ là mobile home làm sao gọi là khu ổ chuột, tức là hai cái khái niệm nó không giống nhau. Mobile home á là cái khu dành cho những người dân nghèo, những người dân mà đồng lương thấp. Không, cái đó mình nói rõ ràng nha. Đó, thì nếu mà những người mà đồng lương thấp á, người ta vô đó ở thì trong đó có đủ thành phần Mỹ đen, Mỹ, Á Đông, Mỹ trắng thì hơi hiếm. Đó, Mỹ trắng thì cũng có nhưng phải không cũng ít. Đó, thì á, thì cái đó là thực tế rồi, không có chối được. Em hiểu không? Đó, những người mà anh nói ví dụ những người mà nghèo đi, người ta vô những cái khu, em thấy những cái khu mà như em coi phim Hồng Kông không? Nó ở mà nó cất mà chung cư hay là cái gì mà ở như cái mấy cái chuồng đó em. Đó, thì đó. Mobile home được cái là mỗi cũng có một cái căn nhà riêng. Mình dùng căn nhà đi, nói cho nó dễ hiểu đi. Không? Đó, nhưng mà nó cũng như chiếc xe vậy thôi. Thì anh nào không đồng ý thì thôi chịu thôi, giờ sao giờ? Đó là sự thôi. thật. Anh cứ nói đi. Giống như thì anh nói đúng rồi, giờ không đồng ý chịu thôi. Thì đó không, thì đó như Thì anh á, em theo như cái thâm niên anh ở bên Mỹ là ba mươi mấy năm á, thì anh nhận xét những cái sắc dân sau đây nè, nó có thứ tự ưu tiên hay không anh? Mỹ trắng thì không cần nói rồi, Mỹ trắng là dân của nó thì thôi, thì nói làm gì. Thứ nhất là người Việt Nam mình, thứ hai là người Mỹ Tây Cơ, tức là người Mexico á, và thứ ba là mấy Mỹ đen, thì nó có thứ tự ưu tiên không anh? Ưu tiên hả? Anh nghĩ sắc dân nào chắc cũng giống nhau thôi em ơi. Tức là Chỉ ba có ba Mỹ sắc dân trắng là giống đó. nhau luôn anh. Anh nghĩ sắc dân nào cũng như trang giống nhau thôi. Đó. Anh chỉ có người Mỹ trắng á, không? À, thì nếu mà nói mà không kỳ thị không đúng. Mỹ trắng là có sự kỳ thị. Vậy em cũng Đó. tin nó kỳ thị chứ, em không tin nó không kỳ thị Có đâu. kỳ thị em, Em tin nó kỳ thị chứ. có. Nhưng mà cái luật á là nó cấm kỳ thị. Cấm kỳ Cấm thôi chứ còn. cấm cấm kỳ thị, em hiểu không? Đó, nhưng mà trong thâm tâm á của người Mỹ trắng á lúc nào nó cũng kỳ thị. Cái đó mình cảm nhận được em. Mà thường là nó không tới tới mấy Chơi khu đó nó với chơi luôn anh. nó anh biết, chơi với Mỹ anh biết. Nó có kỳ thị. Đúng không? Thậm chí mà đi học trong trường cũng vậy, nó vẫn kỳ thị em. Lúc anh mới qua anh đi học cũng vậy. Nó kỳ thị, nó mình đang đi vậy đó, nó lại quất cho mình bằng tay, xỉn điểm, không biết chuyện gì. Thiệt. Tao Rồi giờ hỏi em lúc mình mới qua tiếng Anh tiếng U không biết, mới mới vô trường học. Rồi hỏi em á, không quen không biết ai hết á. Đó là sự thật. Bị mấy thằng Mỹ nó ăn hiếp, nó muốn đánh nó muốn chửi chửi. Rồi sao chịu thôi. Bây giờ mét ai giờ? Thưa ai? khi mới qua biết thư kiện gì đâu anh, Tiếng Anh tiếng mà U anh nói không được nữa mà nói cái thư gì. kiện mệt với nó nữa. Mà lúc đó, anh nói xin lỗi, lúc đó, có một mình nè, không có gia đình, không có ai nữa, mình ăn nhà ở đậu với người ta nữa, những người bảo lãnh mình qua nữa, em biết không? Đó, có nhiều cái khổ lắm, nó khổ đủ thứ đó. Mà nói thì có nhiều người việc ở đây người ta không chấp nhận, em biết không? Nhưng mà đó là sự thật. Thì anh theo như anh nghĩ lý do gì mà họ không chấp nhận, họ muốn giữ sĩ diện Sĩ diện về đất nước Việt Nam hay sao anh?
không không phải, tất nhiên là họ 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 thần thần thánh mỹ quá đi, em hiểu không? Cho nên á, mà khi mà mình nói cái gì mà trái là một chút á, như là không phải là nói xấu á, nhưng mà nói về trái ý họ một chút á, thì họ không được vui, hay là họ cho mình á, thế này thế kia, em hiểu không? Đó, đó thì đó có anh Lợi Minh nè, anh đang nghe anh nói, anh cũng nói đó, tất cả những cái gì á, mình mới nên nói thật. Mỹ nó có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Dạ đúng. Đó, cái mặt phải của nó đó, bề mặt của nó hào nhoáng, rất là phải nói cái gì nó cũng số một, mấy cái gì nó cũng số một, không? Đó. Nhưng mà mặt trái của nó đó, có những cái mặt trái của nó đó khủng khiếp lắm. À, mà khi mà mình nói ra sự thật đó, thì có nhiều người người ta không chấp nhận. Anh không hiểu tại sao? Đó, đó nó thiệt. Có nhiều người ta không chấp nhận. Theo như em nghĩ á, thì nếu mà thường thường cái không chấp nhận nó dễ hiểu lắm anh. Giống như là em, giống như là ở Sài Gòn, ở Việt Nam này, khi mà bạn đã lên Sài Gòn rồi, bạn có khổ trên đất Sài Gòn này thì bạn mình bạn biết thôi. Nhưng mà khi bạn về quê á, thì bạn khác. Đó. Có thể là bạn phải mượn tiền ở Sài Gòn này để bạn về quê cho người ta thấy rằng cái con đường bạn đi nó không sai. Cho rằng người con thấy ừ tôi lên Sài Gòn tôi ăn lên nằm ra này nọ kia. Mặc dù trên Sài Gòn thì khi rửa chén thấy mồm. Thì em nghĩ chắc là sĩ diện thôi. Thì đó, sĩ diện đó. Đúng, em nói sĩ diện. Ví dụ như mình đã mang một cái mác Việt Kiều rồi đó. Thì mình phải về nước, hoặc là mình thể hiện cho người trong nước thấy được mình phải khá chút xíu. Chứ không đến nổi mà này nọ kia. Thì nó thật sự là em thấy cái cái giả thuyết đó nó dễ hiểu hơn. Chứ còn bây giờ họ bản thân họ chịu khổ mà họ thật thánh mình nước Mỹ làm gì? Đúng không? Chừng nào bây giờ anh nói em nè, bây giờ họ không sĩ diện sao được. Anh có những người bạn á, anh nói xin lỗi nha, ở đây á, đi cắt cỏ nha, đi cắt cỏ đó, cắt cỏ mướn á, đi cắt cỏ mướn ở Mỹ á. Em biết một giờ nhiêu lương khá không anh? Một giờ có 90 đồng à. Dạ. Mà công việc có thường xuyên không? Thì mỗi ngày mỗi đi cắt em, một tuần á, là 40 tiếng. Một tuần 40 tiếng, một ngày 8 tiếng. Đó. Là nhiêu tiền ta? Nếu mà trừ thuế ra thì lấy thì cứ tính 10 đồng giờ đi, ngày 8 tiếng là 80, đúng không em? Dạ, dạ đúng. Đó, thì trừ thuế ra, ví dụ mà nếu mà độc thân á 8-4 ngày. Một tuần là 40 tiếng hả? Một tuần 40 tiếng. Làm thêm được không anh? Làm thêm hả? Cắt cỏ, ngày cắt cỏ này không biết, anh không thấy nghe thấy làm thêm à. Vậy là tháng 3-2. Cho là 3-2 khỏi đóng thuế luôn đi. Thấy cũng còn thấp á. Không, đóng chứ. 3-2 đóng thuế, anh nghĩ chắc đóng lấy về chừng khoảng 2-2 là cùng à. Thấp quá. Thấp quá anh thôi, cái mức đó sống không nổi đâu anh ơi. Thì bây giờ anh là... Ủa, em hỏi nè, nếu mà cái mức của mình như vậy á thì mình xin chính phủ thêm được không anh? Không. Không. Chính phủ á, anh nói tùy theo tiểu bang nha. Cái tiểu bang anh ở nè, tiểu bang Florida nè, không có xin được bất cứ gì á, trừ khi em có con nhỏ. Nếu anh có vợ và vợ anh có con nhỏ mà đồng lương anh quá thấp, thì mai ra chính phủ á, nó trợ cấp cho anh, nó trợ cấp cho anh mỗi tháng thêm 200-300 đồng tiền lương thực á em. Hay là nó trợ cấp sữa này nọ cho con anh thì có nha. Đó vậy thôi. Cái tiểu bang của anh á, đừng có hòng xin trợ cấp, không được, nó không cho. Ngay cả dân gốc Mỹ của nó kìa, nó không cho kìa, đừng có nói tới mình. Bởi cho nên á, nếu mà muốn hưởng trợ cấp á, thì nên về Cali. Đó, tiểu bang Cali là Cali dễ sống bang, anh. Dễ sống, hưởng trợ cấp á, hưởng trợ cấp rất là dễ dưới đó. Còn chỗ anh là khó lắm, chỗ anh rất là khó, khó xin lắm. Thì hỏi em nè, một tháng á, không, em trừ thuế ra, ví dụ em làm 3.000, em trừ thuế ra khoảng còn khoảng 2.000, 2.200 đi. Thuế ác vậy anh? Chứ sao? Hồi xưa thuế độc thân anh đóng á, coi như là một hồi xưa anh đi làm á, không, thuế độc thân á là 1.000, mà anh đóng á, coi như là anh lấy về còn có khoảng 700-700 mấy à. Coi như còn 30%. Anh ơi, có một bạn nhắc lại câu chuyện đã cũ, đó là sao anh Sơn Tây Caller nói nghề lượm rác ở Mỹ lương 100.000 đô một năm. Nổ nữa.
nấu nữa. Nghe lũng rác. Không có em. Bây giờ anh nói nè, anh nói cái đồng lương mà một lương công nhân thường, em nha, lương công nhân thường đi, anh nói đồng lương, mức lương công nhân thường đi. Ví dụ em mới xin vô á, khoảng 10 đồng, 12 đồng. À, có chỗ nào cũng nhận em cao lắm á, là lên 13, 14 đồng. Là nó quá cao rồi. Đó là anh nói lương công nhân thường rồi, từ từ em làm á, thì theo cái năng suất, cái khả năng của em nó lên lương cho em, ví dụ 6 tháng, năm sau lên cho em. À, nếu là em làm good, em làm giỏi. À, thì bây giờ em cứ nghĩ đi, làm mỗi cái check em lãnh lương về, nó trừ thuế, tùy theo. Nếu em độc thân, trừ theo độc thân. Em có gia đình, nó trừ theo có gia đình. Nha. Em biết anh có nhiều người bạn, em biết đi làm quanh năm suốt tháng, cần kiếm tiền mua một cái vé máy bay về Việt Nam không có. Cái này có anh. Cái này là em theo như biết cũng có nhiều người vậy đó. Không có đó. Tiền mua vé máy bay về Việt Nam. Em biết là hầu như này thì có. Coi như là mì gói á, là trường kỳ kháng chiến luôn. Đâu có đó. Luôn. Đó anh nói những người bạn độc thân anh nha. Đó những người bạn độc thân á. Đó, cứ mì gói là trường kỳ luôn. Đó. Rồi á, nhớ Việt Nam gần chết, muốn về Việt Nam chơi gần chết, không có tiền mua nổi cái vé về. Thì em nghĩ cái đồng lương á đủ sống. Đó. Vừa có dư chút đỉnh cái gia đình có chuyện gửi về. À, hay là vừa có dư cái vụ xe hư cái rồi, hay là bị chuyện này chuyện kia rồi hết. Rồi anh Sơn Tây có đến chính lại là lái xe rác. Lái xe rác chứ không phải làm lượm rác thuê. Lái xe rác làm miệng 100.000 năm vừa phải thôi. Lái xe rác cao lắm là chừng 40 mấy 50.000 năm là cùng mà. Thì cái đó em không biết. Không có mà anh nói chạy phố nhưng không có. Dạ rồi. Đó, rồi. Nãy giờ ở đây có một số bạn đó là không tin rằng anh ở Mỹ 30 mấy năm. Thì nếu mà được thì anh có thể chia sẻ cái chặng đường đi Mỹ của anh sao cho mọi người biết không anh? Thì anh đi vượt biên là năm 82. Dạ 82. Đó. Rồi xong rồi anh được tàu Mỹ vớt. Cái này anh nói thiệt là tàu Mỹ vớt mới đưa anh về Mỹ nha. Rồi thì lúc mà anh qua Mỹ thì anh còn khoảng 16 tuổi mấy vậy đó. Anh được dẫn được vô trường trung học anh học. Từ lúc anh đi viện minor là viện còn nhỏ đó, còn dưới 18 tuổi á, vậy thành niên á. Cái hoàn cảnh của anh nó giống hoàn cảnh của anh Lợi Minh đúng không? Anh Lợi Minh cũng đi na ná giống anh vậy đó. Tất nhiên là không có thân nhân vậy đó. Yeah. Anh không có thân nhân bà con ruột thịt gì ở đây vậy đó, coi như là mới đi mình anh thôi. Rồi thì đó, từ đó tới giờ qua Mỹ, qua Phi ở gần năm. Đó, nó đưa vô Phi ở học tiếng Anh. Đó, rồi xong rồi nó bốc qua Mỹ. Tới giờ này thì đó. Còn thắc mắc nữa không? Hỏi anh gì đó. Còn cái chuyện mà chi tiết thì nó dài dòng lắm. Hồi nãy anh nói là anh đi vượt biên thì chắc anh đi vượt biên vì lý do chính trị hay sao anh? Không. Nếu mà nói đi vượt biên á là cái thời đó đó là nó đúng ra về kinh tế gia đình. Dạ. Đó. Về kinh tế gia đình. Kinh tế gia đình. Đó là một đó, rồi một phần á là nó đúng ra thì lúc đó thời đó là em biết nước mình còn đang có chiến tranh với Trung Quốc á em. Dạ đúng rồi. Đó. Thì đó thì lúc đó sợ lên 1-2 năm nữa cái tới tuổi nghĩa vụ đó thì gia đình sợ. Dạ. Đó không có đồng nói thiệt nha chứ không có. Dạ đúng. Nó dối. Hợp lý. Đó. Thì đó cho nên á gia đình mới kiếm cách lo cho đi. Dạ rồi. À đó. Vậy thì anh có thường về Việt Nam không anh? Chắc thường đúng có. Không? Cũng đó, đó, chứ. Có chứ. Lúc trước ba má anh còn sống anh về thường lắm chứ. Dạ. Yeah. Anh về thường lắm. Ừ. Thì bởi ở Việt Nam là trước nhà nó đâu? Anh ở Biên Hòa Đồng Nai em. Biên Hòa Đồng Nai anh? Ừ. Từ Sài Gòn chạy đến đó cũng mấy tiếng. 30 cây. 30 cây. Yeah. 30 cây mà đường Sài Gòn nó hơi đông. Em biết Bửu Long rồi không? Em biết Bửu Long không? Dạ không, em biết Biên Hòa Đồng Nai thôi.
Bửu Long là cái chỗ mà khu du lịch Bửu Long á, nổi tiếng mấy đoàn đoàn làm phim tới quay phim á. Dạ. Ừ. À, thì đó là quá trình anh là như vậy á, đại khái là vậy đó. Qua thời dạ đó. Rồi. Nhưng mà anh hình như anh qua trước anh lại Minh á. Anh qua Mỹ là năm 80 giữa 83.